Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì chúng ta vừa ăn hủ tiếu xong, quên cơm tấm xong. Thì bây giờ mình đi một vòng đoạn chợ An Đông ha. Lại cái quán cơm tấm nó cũng gần chợ An Đông. Thì sẵn đến đây rồi thì không thể bỏ quên hình ảnh ở chợ An Đông gửi đến cô chú anh chị. Chúng ta đang đi đây là An Đông Plaza. Nhưng mà hôm nay chúng ta không có đi vô An Đông Plaza nữa. Hôm nay đi một cái vòng bên ngoài chợ An Đông. Chợ An Đông ở bên mặt đường Yết Kiêu. Hôm nay có sự cái mặt của nị. Đây chúng ta đi trên đường An Đông đây. Đường An Đông. Ủa quên đường An Dương Vương. Quên. Đây có mấy bụt bông rất là mát ha. Đây chúng ta nhìn qua bên trái, bên phải là Windsor An Đông Plaza, tòa nhà khách sạn 5 sao. Thì ở đây có cái bãi gửi xe, thì chúng ta gửi xe đây, chúng ta đi lanh quanh một vòng ở chợ An Đông này để bà con mình cùng nhìn lại kỷ niệm gì đó ở chợ An Đông. Ở khu vực này nổi tiếng là bán vàng nè, rất là nhiều cửa hàng vàng ở đây. Đường An Dương Vương. Ngay đây có cái ngã ba Yết Kiêu. Hồi xưa ở đây có cái hồ bơi Yết Kiêu nè. Nên cái đường này có tên là đường Yết Kiêu luôn. Theo sự chia sẻ của cô chú anh chị là vậy. Nhưng mà bây giờ không có còn cái hồ bơi nữa. Ta đi vào cái khu vực chợ. Ta đi bên ngoài thôi nha, cái vòng ngoài thôi. Ở đây cũng có rất là nhiều khách du lịch đi lanh quanh ở cái chợ này. Nhưng mà hôm nay chúng ta thôi, dưới cái tán cây này nó mát. Ta lanh quanh ở cái vòng ngoài của cái chợ này thôi. Đây cũng có nhiều người bán đồ ăn sáng. Ở chợ An Đông nổi tiếng khoai lấu. Rất là nhiều cái xe đẩy bán đồ ăn. An Đông lại già có rất là nhiều cổng vô hả? Lại bánh tráng trộn. Đây này mua bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn thấy nó đơn. Bánh tráng trộn thấy đơn giản nhưng mà món ăn rất là nhiều. Rất là nhiều gia vị trong đây. Có con ruốc nữa nè. Con ruốc ha. Đậu phộng, khô bò. Mực, không phải trứng em, dạ không trứng. Mực rồi trứng. Đây thuộc về món ăn đường phố mà hot ở Sài Gòn. Đồng về mua về làm đồng với ta. Đây chị bán này chắc lâu lắm rồi. Thấy sắp đồ nghề chuyên nghiệp. Tôi muốn xoài. Này tin tin thích lắm. Gái nhân viên văn phòng nữa. Chuyên gia đi làm ngồi rỉa. Đường muối ớt. Mấy này nhà mình làm luôn hả chị? Sên lần cực à. Mấy cái lắc nhắc này. Trời, nhiều đó còn chưa đủ nữa. Cái này đâu cay đâu. Sao không cay?
hít hà luôn. Chị ở đây mà chị bán nước nữa đủ bài luôn. Chở em xe nước, thùng nước. Chợ này ban ngày vắng đó chị. Sao nó vắng quá vậy? Bữa thấy đông lắm mà ta. Ôi thường chủ nhật là bán vậy hả? Mấy chợ khác này chủ nhật đông lắm. Vắng quá nhìn buồn. Đây, mình đi một vòng nữa nha. Chị mua ăn đắt nha. Một phần bánh tráng trộn 10-15 ngàn, 10 ngàn hoặc là 15 ngàn. Do này giảm cân nên ăn thêm 5 ngàn nữa. Ở đây mình đang đi trên đường Yết Kiêu. Hồi xưa mấy cái hồ bơi Yết Kiêu nằm đâu đó ta. Rất, giờ sở thú hả? Ừ. Mà hồi xưa nó nằm ở đâu? Hồi xưa nó nằm hơn thú rồi. Ngay chỗ cầu Thị Nghè đó. Đó. Ở đây cũng là đường vô chợ An Đông. Chợ An Đông. Khu vực này khu vực An Đông nên cái gì cũng có dính tới chữ An Đông hết. Ở đây cô bán bưởi. An Đông là An Đông Plaza nè, rồi chợ An Đông nè. Rồi khách sạn An Đông. An Đông như là cái địa danh. Đường ở kêu đi thẳng ra là đường Hùng Vương. Thì bên đường Hùng Vương kia cũng có cái chợ chợ thực phẩm nữa. Chợ thực phẩm bán cũng nhiều loại rau củ quả. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi bên chợ bên đây. Người ta gọi là đồ si, đồ si đa. Bà con mình cùng lang thang tí nữa nha. Là mình vòng qua mặt trước của chợ An Đông. Rồi mình kết thúc cái hành trình hôm nay. Thì do hôm nay chủ nhật nên rảnh rỗi. Thì lúc nãy bà con mình mới vừa xem cơm tấm ngay chỗ Sư Vạn Hạnh với Nguyễn Chí Thanh, cũng gần khu vực này nè. Đó, mình đi ăn sáng xong cái mình đi lang thang khu vực này. Đó. Hoặc là nắng quá thì mình đi vô cái mo An Đông Plaza. Hoặc là vô cái chợ sĩ An Đông cũng được, mua quần áo. Mình vòng qua cái đường này là đường Hùng Vương à. Bên kia là đường Hùng Vương. Bên đây thì cái là cái hẻm thôi. Cái lề đường bên trong. Nhìn chung thì chợ rất là vắng. Đi một bên thôi. Chị bán trái cây, rau củ quả. Đó, cái chợ bên kia là chợ thực phẩm của cô ấp mắt. Đó, chợ thực phẩm cô ấp mắt bên kia. Chợ thực phẩm của cô ấp mắt hả? Ừ. Phải siêu thị có mắt hả? Không, thì trong đó cũng có siêu thị có mắt nữa. Đó, ngay góc đường Hùng Vương và Nguyễn Duy Dương. Đó, ta nhìn bên đây là chợ An Đông.
chợ An Đông. Trong đây có cái chung cư An Đông. Với cô chú anh chị mình có kỷ niệm gì về chung cư An Đông này không ha, cho em xin cái comment nha. Mình đi một vòng đây nữa là chúng ta hết cái vòng ngoài của chợ. Và bây giờ mới 9 giờ sáng rồi. Nên mình không đồng hồ đậm phía trước. Ở đây bán vỏ sách, túi sách đồ rất là nhiều. Ở đây cũng giống như ở chợ lớn vậy đó. Bán sỉ. Do mới sáng sớm người ta mới mở cửa nên mình không tiện để đi quay cận cảnh, nhìn thoáng qua thôi. Cái chung cư thế nè, hãy nhìn mấy chung cư này nè, thích chung cư kiểu thời Pháp bây giờ nè, kiểu hồi xưa tới giờ luôn, nhìn biết chung cư kiểu Pháp à. Nhìn quay mấy cảnh này thích lắm, nhìn dãy nhà cổ cổ. Bên đây bên mặt đường Hùng Vương cũng có nữa nè, đó, một dãy chung cư nữa. Bên kia cũng một dãy nữa. Chúng ta giáp vòng hình tròn chúng ta là chung cư rồi Pháp thuộc. Những hình ảnh này sẽ vô cùng quý giá vài chục năm sau. Nếu mà chung cư này giải tỏa thì chúng ta còn có cái để xem lại. Nãy đi mình đi mặt bên kia là mặt Ít Kiêu, mặt này là bên đường Nguyễn Duy Dương. Đây bán mấy cái đồ thủ công mỹ nghệ. Đây cũng có bãi gửi xe máy nè, giữ xe An Đông. À, những cái cổng này mình vô chợ nè. Hả? Hả? Mua me ngâm nữa hả? Thôi ăn lung tung đó, cái đường này cũng đi vô chợ nè. Chợ ăn đâu bán mắm hả? Nào, đi vô thử, chúng ta đi vô thử, đi ngang chợ thử ha. Bà biết trúng là bà để lại rồi. Chúng ta bắt đầu đi vô nha. Đây là thẳng qua bên kia rồi, vòng qua bên kia vậy. Đường này là nghe mùi khô, mùi mắm nè. Thôi đúng là chợ này ở ngoài vắng, ở ngoài vắng, ở trong đông. Thấy mức kìa, thấy mức hấp dẫn quá. Xanh xanh là gì chị? Cái xanh xanh này là gì? Nếu này là gì? Nếu này là bưởi, bưởi da xanh. Đây cái bưởi đi. Ngọt không chị? Hay cái vỏ bưởi thôi. Ăn xong rồi phải mua rồi đó. Thôi chị lấy 100 gram này thử coi bao nhiêu. Mỗi cái anh chút thôi. Mỗi cái anh chút. Bưởi hạt mắc ca. Mắc ca 280 kg hả?
hay nữa. Nhà con đồ vui không? Đó. Ngồi đây quá trời hạt luôn ha, quá trời mứt bí luôn. Đó, có khô nữa rồi. Có khô mực không? Có khô bò, nó khô bò. Hồi nãy nhai từ lúc 8 giờ tới giờ luôn, cái miệng không nghỉ luôn. Vậy là em cho em nửa ký rồi nó nhiều. Hả? Dạ, cảm ơn chị. Mơ sấy dẻo. Hồi Tết ba mấy cái mứt ở đâu có ăn đâu. Toàn bây giờ mới ăn không à. À đúng rồi, Tết lo đi không à, đúng không? Ừ. Đa số là ta lo đi không à. Bây giờ ta có gom lại cái đường Tết mà. Chị lấy mà hộp gì nữa đây ta. Vẽ đi, hay vẽ cười nữa nè. Lấy nửa ký. Thôi ha, phân nửa của nửa ký đi. Nhiều quá không á. Dạ, dạ, dễ tính. À, chợ An Đông là ở ngoài vắng, ở trong đông á. À. Cái sạp gì không có tên ha. Thôi An Phụng là của chị ha. À. Bà con thích bánh kẹo thì ra An Phụng ha, anh Phụng. À, anh Phụng ở gì nhiều quá vậy trời. À, bên đây bán vàng nữa nè. Ủa chị, cái sạp của chị mà bán mấy cái khuôn bánh kim liễu vậy, kim à. Cái đi vô trong luôn. Dạ. Làm kế cầu thang á, à. Liễu cái gì? Dạ. Liễu bà thấy không? Dạ. Em mua nó đúng rồi đó. Nè, bãi gốc hả? Dạ. Chị bán nhiều, chị bán nhiều lắm, bán lâu lắm rồi. Ừ, đúng rồi. Vừa ăn vừa đi gì có. Mấy cái này nó ít đường nên ăn nó đỡ ngán. Thôi bốc ăn thoải mái tự nhiên. Dạ. Rồi. Dạ, rồi, cảm ơn chị. À, vô đây ăn uống thoải mái quá. Quầy khô đó anh dám. Đây cái chỗ mà để ăn sáng nè. Rồi. Và tới chỗ bán vàng. Ở tầng hầm hay là tầng hầm nha các anh chị? Đây là tầng hầm hả? Ừ. Tầng hầm ở trên thì bán vải. Ồ, còn dưới quá trời dài luôn kìa. Sập lớn. À, chúng ta cùng đi ra nha. Cái sạp nó đóng cửa. Không, cái sạp mấy sạp mới. Rồi, chúng ta đi ra ngoài rồi. Rồi hôm nào thì ta sẽ đi chi tiết hơn nữa. Thời gian nãy giờ cũng rất là dài rồi. Em xin tạm dừng cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc bà con mình luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Một số hình ảnh về chợ An Đông và cũng như các mặt hàng sơ bộ cho cô chú anh chị mình có dịp về thì tham khảo ha. Đây là mặt trước cổng chính của chợ An Đông. Ở
trước có cái bãi gửi xe hơi luôn nè, mình đi xe hơi đến đây thì mình đậu xe hơi đây, hóc bịch đây chờ ăn đồng. Trước cái đồng hồ đó mà thay bằng cái bãi đó đó. Đồng hồ đi sửa rồi không biết. Cái hồi đó này là khách sạn hotel á. Nó khách sạn hotel An Đông. Rồi nhìn nãy giờ đã 20 phút rồi. Nãy giờ tốn 20 phút quý báu của chú anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.